Mỗi năm một lần, vào những ngày đầu tháng 6, tất cả các loại trái cây Nam Bộ lại góp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để làm nên lễ hội trái cây phong phú, đặc sắc. Đây không chỉ là nơi để giới thiệu các loại trái cây đặc trưng của phương Nam, mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất giữa các nhà vườn, quảng bá cho du lịch của vùng đất là vựa trái cây của cả nước. Lễ hội trái cây Nam Bộ là sự kiện du lịch thường niên của thành phố Hồ Chí Minh, mang đến sự đặc sắc phong phú về các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ. Đặc biệt trong năm nay, không chỉ các loại trái cây phương Nam mà nhiều loại quả đặc sắc của các vùng miền đang vào mùa như mận Hà Nội, vải thiều cũng xuất hiện tại lễ hội. Ngoài trưng bày trái cây, lễ hội còn là dịp để giới thiệu nghệ thuật của Việt Nam và các nước. Qua 7 lần tổ chức, lễ hội trái cây Nam Bộ được xem là một trong những điểm nhấn quảng bá ý nghĩa của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mới của lễ hội này năm nay là có 8 đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn và trong đó có đoàn Ấn Độ. Thì đã rất lâu rồi đoàn Ấn Độ quay lại Hồ Chí Minh biểu diễn và tham gia trong sự kiện này. Và cái thứ hai là tất cả các sự kiện thì lần này đặt tại một trục đường chính để thuận tiện cho các du khách tới tham quan, cũng có chia rẽ ra các trục đường như mọi năm. Ngay trong ngày đầu tiên, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về công viên du lịch văn hóa Suối Tiên để mua sắm, thưởng thức các sản vật trái cây của vùng đất phương Nam. Các gian hàng mô phỏng lại chợ nổi Nam Bộ với những chiếc thuyền chở đầy trái cây phong phú nhiều chủng loại, khiến du khách như đang đi chợ chứ không phải là không gian trưng bày. Trong ngày khai mạc, du khách còn được theo dõi chương trình diễu hành tứ linh bách quả thần tiên hội rất đặc sắc. Để thu hút du khách, trái cây bán tại đây đều có giá rẻ hơn thị trường. Đi vào Suối Tiên để nhất là mình tham quan cái khung cảnh của Suối Tiên, cái thứ hai là nghe qua cái dịp lễ hội trái cây đó. Cô đây thì cô vô đây cô thấy các cái mặt hàng trái cây rất là rẻ, phải nói là rẻ hơn ở ngoài. Cho nên là nhất là vải thì cô cũng đã thường ăn, nhưng mà vô đây cô thấy rất là tươi mà là rẻ tiền. Tôi biết là cái lễ hội trái cây lễ hội truyền thống của Suối Tiên, nhưng mà lần trước mà chú vô á thì tôi thấy nó cũng rất là đẹp, nhưng mà hôm nay mà vô thấy nó khác lạ, mà nó quy mô mà nó tổ chức nó rất là hoành tráng, thấy là trái nhiều trái lạ, trái cây đặc lạ, nó đẹp mà nó lạ, mà màu sắc rồi thấy nó đẹp, nó ngon. Cho nên là chú cũng ghé thăm cái hàng trái cây, chủ yếu là sáng giờ là ghé hàng trái cây không. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội trái cây Nam Bộ, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như hội thi trái cây ngon an toàn Nam Bộ, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, thưởng thức các món ngon chế biến từ trái cây, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đoàn quốc tế. Lễ hội không chỉ là sự tôn vinh những thành quả lao động của nông dân, còn là sự ghi nhận, nâng tầm những sản vật của Nam Bộ trong việc thu hút phát triển du lịch miệt vườn, vốn đang ngày càng phát triển ở vùng đất phương Nam.